Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do hoạt động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao yếu dần nên ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ cũng chưa tăng quá cao, cao nhất trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ, trưa chiều trời có nắng, đêm và sáng trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào tới Hà Tĩnh có mưa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 5 cho tới 15 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng tại các tỉnh thuộc khu vực này. Xuôi xuống các tỉnh phía Nam, chiều cường sẽ đạt đỉnh từ hôm nay cho đến ngày 19 tháng 11. Vì vậy, nguy cơ ngập úng có thể xảy ra ở vùng trũng thấp đô thị ven biển, khu vực Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau. Còn về chỉ số tia UV tại các tỉnh trên cả nước có nguy cơ gây hại trung bình như Hạ Long, Hải Phòng và Hà Nội. Các tỉnh từ Huế trở vào Cần Thơ, Cà Mau, chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao vẫn được đưa ra. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, chỉ số tia UV cực đại tại Hạ Long, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Hội An có xu hướng cao hơn và ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Các tỉnh phía Nam như là Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau thì chỉ số tia UV cực đại trong cả 3 ngày tới đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.